cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Liên Âu tin từ Vilnius, Cao ủy Thuế vụ Liên Âu Algirdas Simeta nói rằng chương trình thuế chuyển tài chính là chương trình hợp pháp. Cao ủy Simeta đã mở họp báo sau khi Bộ trưởng Tài chính các nước Liên Âu thảo luận về thuế chuyển tài chính hay gọi tắt là FTT trong hai ngày qua, nói rằng Cao ủy tin tưởng sự hợp pháp của đề nghị, bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng FTT phản lại các hiệp ước hay sự hòa giải của thị trường Liên Âu. Cao ủy sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi liên quan để đưa tới sự đồng ý đối với FTT. Các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Estonia, Hy Lạp, Slovakia và Slovenia đều có chương trình đánh thuế trái phép, đánh thuế trái phiếu, công cổ phiếu, hợp đồng bán lại và cho mượn trái phiếu. Anh Quốc là trung tâm tài chính lớn nhất và là 15 nước khác đã chống chương trình thuế FTT.